Trả tiền cho tao đã. Tiền gì? Tiền ngồi ăn ở đây. Tôi ngồi là ngồi dưới cái bóng cây, chứ có phải ngồi trong ghế quán nhà bà đâu. Nhưng mà mày đang ngửi mùi thơm bánh của nhà tao. Mất mùi bánh của tao thì phải trả. Được. Xong nhá. Đã trả tiền đâu mà xong. Thế bà có vừa nghe thấy tiếng leng keng leng keng leng keng không? Có. Thì đây, tôi ngửi mùi bánh nhà bà nghe tiếng kêu tiền của tôi thì là hoa.